những người lớn tuổi có thể mắc mờ tay chậm, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không yêu đời hay kém thú vị. Nếu có thời gian trò chuyện, tiếp xúc với ông bà mình hay bất kỳ ai lớn tuổi, bạn sẽ nhận thấy thật ra họ có rất nhiều những suy nghĩ, những câu chuyện, những góc nhìn hay ho về cuộc sống. Và đương nhiên, không khác gì với người trẻ, họ cũng luôn muốn cười thật tươi, muốn được mặc đồ đẹp, muốn được lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ của chính mình. Mới đây, cư dân mạng đã truyền tay nhau một bộ ảnh chụp các cụ bà tại viện dưỡng lão cực dễ thương. Bộ ảnh mang tên OHW Bloom khiến dân mạng suýt xoa vì dễ thương quá. Không có chút nghiêm túc hay cứng nhắc nào, bộ ảnh với chủ đề OHW Bloom và những đóa hoa vẫn luôn nở rộ này mang concept xếp đúng như cái tên của nó, trẻ trung, tươi sáng và dịp dở. Ai nghĩ người già lúc nào cũng buồn bã, ai nghĩ người già cổ hủ, thiếu năng động thì ngắm bộ ảnh xong nhớ thay đổi suy nghĩ đi nhé các bà, các cụ mà trang điểm, đỏm dáng, tạo kiểu tươi tắn vào thì độ xì si tin khéo khiến lớp con cháu phải chạy dài mới theo kịp. Vì chứa sự xì si tin thì các cụ không hề thiếu nhé. Được biết, bộ ảnh này được chụp tại nhà dưỡng lão Vinh Sơn, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, do nhiếp ảnh gia nhi ngờ cùng Hensi Le và các thành viên câu lạc bộ tình nguyện viên Én Xanh phối hợp thực hiện. Ban đầu tụi mình dự định chụp hết 50 cụ trong viện dưỡng lão Vinh Sơn luôn, nhưng vì sức khỏe của các cụ, cũng như có vài cụ ngại nên hôm đó tụi mình chỉ chụp tặng được mười mấy cụ thôi. Tuy nhiên, mấy cụ đều rất nhiệt tình, nhìn các cụ được các bạn tình nguyện viên dịu dần đến sân chụp náo nhiệt lắm. Có cụ bị đau khớp gối nên tụi mình sẽ cho cụ ngồi để thoải mái hơn. Có lúc chụp xong, có hai cụ rắc tay nhau vào trong để cùng xem văn nghệ nữa. Đáng yêu lắm, nhiếp ảnh gia nhi ngờ chia sẻ thêm. Ai cũng từng có một thời tuổi trẻ và đam mê được lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ nhiếp ảnh gia nghi ngờ và cộng sự đã giúp nhiều cụ bà thực hiện mơ ước ấy. Nhiều người xem ảnh xong thấy mắt cay cay vì nhớ ông bà ở nhà, một số khác lại tết ngay bạn bè vào vũ dê mấy mươi năm nữa cùng chụp một album tương tự. Thực tế, bộ ảnh được chụp trong thời gian khá ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn trong một giờ giải lao. Ấy vậy nhưng thành quả thì như các bạn đã thấy đấy, siêu sinh và đáng yêu. Thậm chí dân mạng sau khi xem xong cũng phải tết ngay đám bạn thân vào hẹn hò. 40, 50 năm nữa sẽ chụp một album như thế. Cũng theo nghi ngờ, cả album sẽ được in ra để gửi tặng từng cụ, do các cụ không dùng điện thoại nên việc được cầm trên tay bức ảnh còn nguyên mùi mực sẽ ý nghĩa hơn nhiều. Những hình ảnh khiến bạn chỉ biết thốt lên, trời đất, sao các bà các cụ cu tơ vậy nè. Các hình ảnh sẽ được in ra và gửi tặng tận tay các cụ. Ảnh, nhan vật cung cấp.